ác tặc. Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi ngươi theo ta chưa từng hối hận qua. Ác tặc, mau nói nữ nhi của ta đang ở đâu. Nể tình ngươi là lão nhạc phụ của ta, nếu như ngươi chịu tha cho ta một con đường sống, ta sẽ nói ngươi biết. Bằng không đâm ta 400 kiếm ta cũng không nói. Hôm nay dù ta không cần nữ nhi cũng phải giết chết ngươi, báo thù cho nghĩa huynh ta. Khoan đã, nhạc phụ bất nhân thì đừng trách tiểu tế bất nghĩa. Thất lễ rồi. Sao hả? Nội lực hắn đã tận rồi. Đây gọi là làm quá nhiều việc bất nghĩa, tất tự toi mạng. Ác tặc, mau giao nữ nhi ta ra đi. Tứ đệ, cha, ác tặc, ngươi quá thâm độc. Có gan qua đây đấu lại 300 hiệp nữa. Ngươi không phải người. Không phải người. Không phải người. Không nghe thấy sao? Mau qua đây. Qua bá bá, liều mạng với hắn đi. Ta có 72 diệu kế, hôm nay chỉ dùng 3 kế đã giết được 3 lão giang hồ các ngươi. Vẫn còn 69 kế, mỗi kế đều sẽ dùng trên người ngươi. Kế 69, 69. Qua nhị ca, tuyệt đối đừng sợ. Ngươi không chạy, không động, vậy là đang đợi ta dùng 69 kế đó. Những độc kế đó thê thảm lắm. Gan ngươi lớn thật. Không phục. Không phục. Qua nhị ca, liều mạng với hắn. Chân khí lão tặc đã tận, giờ giết hắn dễ như trở bàn tay. Qua nhị ca, giờ giết hắn đi. Tiểu lão này quả nhiên sáng suốt, đã nhìn ra chỗ sơ hở của ta. Cực kỳ không hay, cực kỳ không hay. Không sai, nội lực ta đã tận. Chúng ta tới sườn núi bên kia đại chiến 300 hiệp. Không đi là con rùa. Đừng. Đừng. Nhị ca, nhị ca, nhị ca, lẽ nào huynh không báo thù cho Lục đại ca, Lưu tam ca sao? Tới đánh đi. Chúng ta đánh đi. Nào. Cha. Thả ta ra, ác tặc, thả ta ra. Sư tổ gia gia, sinh nhi, sinh nhi. Cha, cha. Người nói chân khí ta đã tận. Được, để ta cho người coi chân khí ta đã tận hay chưa.
đừng ức hiếp Thủy cô nương. Không cần lo, sư tổ Gia Gia sẽ không làm tổn thương tánh mạng cô ta. Đồ tôn ngoan, canh chừng tiểu cô nương cho tốt. Dạ. Hoa Nhị ca, mau giết ác tặc vô sĩ đó, lẹ lên. Cha, nhìn xem chân khí ta đã tận hay chưa. Hoa Nhị ca, mau ra tay đi, mau. Chỉ sợ hắn làm bộ yếu đuối, dù ta mắc bẫy. Hoa Nhị ca, vừa rồi huynh còn chưa thấy rõ sao? Ác tặc này quỷ kế đa đoan, hắn liên tục hại ba huynh đệ ta. Ta không thể không đề phòng. Gọi ta ba tiếng hảo gia gia. Cha, họ Thùy thà chết không chịu khuất phục, mau giết ta đi. Ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái đâu. Ta sẽ cắt từng tấc cánh tay ngươi xuống, róc từng miếng thịt của ngươi xuống. Ngươi gọi ta ba tiếng hảo gia gia, xin ta tha thứ, ta sẽ không giết ngươi. Con mẹ ngươi nằm mơ. Tốt, ta xơi nữ nhi của ngươi, coi ngươi có gọi ta hảo gia gia không. Sư tổ gia gia, ngươi, cha, ngươi, cha, cha, cha. Họ Qua đã sắp quỳ xuống xin ta tha thứ rồi. Ta sẽ tha cho hắn một mạng, để hắn ra giang hồ đồn đại Thủy cô nương lột sạch y phục ta ra sao. Tuyệt, tuyệt diệu. Hoa Thiết Cán, ngươi muốn đầu hàng? Được thôi, được thôi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết Đao lão tổ trước giờ không giết kẻ đầu hàng. Thật sao? Ngươi yên tâm, không cần sợ. Ngươi nhận thua đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho ngươi, sẽ không chém ngươi một đao. Ngươi có việc yên tâm. Hoa Bá Bá, đừng nghe hắn. Hoa Bá Bá, hắn gạt người. Cha, cha, mau tỉnh lại đi. Cha, mau tỉnh lại đi. Cha, tỉnh lại đi. Cha, cha tỉnh rồi. Tốt quá. Đại trượng phu biết co biết duỗi, ai mà không muốn sống. Đánh không lại, đầu hàng cũng không mất mặt, đúng không? Đây, chuyện này rất đơn giản, hai tay thả lỏng, quăng đoạn thương xuống là được. Ta quyết không hại tới tính mạng người.